Nói chung á là khi ở ngoài trời thời tiết là rất nóng đúng không? Nhưng mà khi bắt đầu lên cái ga rồi mình vào toa, đến khi bắt đầu xuất phát thì nó thấy rất là thoải mái. Tức là trước đây chúng cũng từng đi xe buýt, đúng không? Thì cái xe buýt mới giờ cũng sạch sẽ, cũng mát. Rồi bây giờ cái metro này cũng vậy, rất là mát mẻ và sạch sẽ. Tất nhiên nó mới. Và cái thứ hai là tuy là chưa trong cái các công trình hạng mục nó chưa hoàn chỉnh, nhưng mà rất là tốt, an toàn và cảm giác được là rất là vui, vừa ngắm cảnh được vừa. Giữa những ngày thành phố Hồ Chí Minh nóng bức oi ả, ba anh em ông Nguyễn Thanh Hùng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau tham gia buổi tàu metro chạy thử nghiệm vào chiều ngày 26 tháng 4 năm 2023. Buổi chạy thử nghiệm đoàn tàu metro từ ga bến xe Suối Tiên đến ga An Phú thuộc tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên do Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng công ty Hitachi tổ chức. Không chỉ có phóng viên mà chuyến chạy thử nghiệm còn có nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia. Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc khung cảnh thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao khi lần đầu tiên được đi tàu metro. Lộ trình chạy thử nghiệm dài 12,3 km bắt đầu từ ga bến xe Suối Tiên đi qua ga Đại học Quốc gia đến ga khu công nghệ cao, ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long, ga Rạch Chiếc và kết thúc tại ga An Phú. Theo thiết kế, đoạn trên cao có tốc độ tối đa là 110 km/h, nhưng quá trình chạy thử để đảm bảo an toàn, đoàn tàu chỉ chạy tối đa tốc độ dưới 50 km/h. Ngày chạy thử có tổng cộng 6 chuyến tàu với khoảng hơn 600 hành khách. Lần đầu tiên trải nghiệm tàu metro tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thanh Hùng sống ở quận Bình Thạnh hy vọng tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên sớm đi vào hoạt động để giảm áp lực giao thông và kết nối các điểm kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng người dân thành phố vậy thôi, đều mong cái phát triển mạnh hơn cái metro này, bởi vì nó là một cái vận tải khối lượng lớn. Nó sẽ giúp chạy tỏa tất cả các cái điểm nối kết và cái lượng hành khách sẽ rồi về an ninh, về trật tự giao thông, rồi về phát triển các kinh tế khác, nó sẽ đồng bộ, nó sẽ đem giúp mong. Và cái độ an toàn, độ lịch sự, độ sạch đẹp của thành phố ngày càng đi lên. Trong buổi chạy thử nghiệm, công ty Hitachi cũng đã tiếp nhận những ý kiến đóng góp của người dân để hoàn thiện chất lượng tuyến metro. Hôm nay đã là buổi chạy thử nghiệm lần đầu tiên mà đoàn tàu đi từ ga Suối Tiên đến ga An Phú. Hôm nay rất vui có tất cả mọi người ở trên, đón tất cả mọi người ở trên tàu này. Thì tụi em cũng rất là kiểu vui vẻ, vui mừng khi có được những sự góp ý của tất cả mọi người khi mà trên đoàn tàu ngày hôm nay về rất nhiều vấn đề như là kiểu được tay nắm, hay là về nhiệt độ, hay là về sự độ sóc, độ rung của tàu. Và tất cả những ý kiến đấy thì bọn em sẽ lưu lại và cải thiện cho những lần chạy thử tiếp theo. Buổi chạy thử nghiệm tàu đang trong giai đoạn thử nghiệm số 5, tức tích hợp tĩnh, và giai đoạn thử nghiệm số 6, tức tích hợp động, thuộc quy trình thử nghiệm gồm 8 giai đoạn được triển khai từ nhiều tháng nay. Trong thời gian tới, Ban quản lý đường sắt đô thị sẽ phối hợp cùng công ty Hitachi tổ chức thêm nhiều buổi chạy thử để đánh giá chất lượng công trình. Việc chạy thử nghiệm này là bọn tôi sẽ tiếp tục chạy. Sau buổi thử nghiệm này sẽ tiếp tục chạy rất nhiều những buổi thử nghiệm khác, và có đón khách và không đón khách. Nhưng mà tất nhiên những buổi chạy thử nghiệm mới như là có thể chạy tiếp tục đến ga Thảo Điền, ga Tân Cảng hoặc là đến ga Bến Thành, thì tất cả những buổi chạy thử nghiệm đó thì chắc chắn là sẽ có những người dân của thành phố Hồ Chí Minh và báo đài lên cho mọi người được tham quan và chiêm ngưỡng. Đến nay, tiến độ thi công toàn dự án metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã đạt khoảng 95%. Trong năm 2023, Ban quản lý đường sắt đô thị đang cùng tư vấn NJBT và các nhà thầu Nhật Bản sử dụng tất cả nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành 100% công tác thi công, bao gồm lắp đặt các thiết bị còn lại, hoàn thiện kiến trúc các nhà ga và cầu bộ hành trên toàn tuyến. Bên cạnh đó, để sớm đưa dự án vào khai thác thương mại, Ban quản lý đường sắt đô thị cũng đang đồng thời khẩn trương thực hiện các công việc khác nhằm đồng bộ với quá trình hoàn thành công tác thi công.